xong cũng nhét nóc rồi. À, cái xe Honda Jazz này các bạn là nó không có cái giá nóc nha, giá dọc cũng không có mà giá ngang cũng không có, thành ra là mình sẽ muốn mà chở một cái gì trên nóc á là gần như là không có làm được. Thành ra ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái phụ kiện là một cái giá nóc mà thanh ngang nha các bạn, nó sẽ móc lên trên cái thành này của cái cửa này các bạn đó. Rồi để mình sẽ cho các bạn coi nha. Thì cái thanh ngang này á, nó giúp cho mình rất là nhiều việc các bạn. Các bạn có thể bắt một cái ba ga nóc lên nè, hoặc là các bạn bỏ đồ lên, các bạn ràng buộc nè, các bạn có thể chở thêm những cái vali, những cái đồ để ở trên xe các bạn. Nước ngoài họ còn có thể chở xe đạp, hoặc là họ chở mấy cái thuyền ca giắc đồ đó, họ bỏ trên đây nè đó. Hello các bạn, đây là cái thanh thanh nóc mà thanh ngang nha các bạn, dành cho những cái xe nào mà không có thanh dọc thì họ sẽ sử dụng cái này. Đây bây giờ mình sẽ phối hợp nó, thì bao gồm một thanh nè, có chìa khóa luôn các bạn, đây cũng có hai chìa khóa nè, rồi mình mở nó ra luôn nha. Thanh này là nó quảng cáo là sẽ chịu được 75 kg, tối đa 75 kg các bạn. Thì nói chung chở hành lý là ok nha các bạn, đừng chở những cái loại mà nó nặng quá. Nó có hai cái bát đỡ đây các bạn, một cái bát bên đây, cái bên đây, thì nó sẽ một bộ nó sẽ có hai cái như vậy. Mình sẽ lấy nó ra cho các bạn coi luôn. Đây, đây, có mấy cái miếng nhỏ nhỏ, khá là nhiều miếng các bạn. Rồi, nó có cái miếng cao su để mình gọi là mình để lên ở trên, tiếp xúc lên trên cái mặt của cái nắp á, của cái nắp á các bạn, nó sẽ không có bị chày cái nắp nha. Rồi đây cũng một bộ như vậy y chang. Rồi đây là một cái thanh, thì mỗi cái thanh này nó sẽ có khóa hai bên như các bạn. Rồi thanh này thì lắp trước lắp sau thì cũng vậy hết, nó giống nhau hết. Rồi nó có một cái bộ tăng đưa, bộ tăng đưa này nó sẽ móc vô trong cái cửa sổ đó các bạn. Đây là cái bộ tăng đưa của nó, hai bộ tăng đưa. Bây giờ đó, nó cho mình rất nhiều cái đầu nối nha các bạn, nó cho rất nhiều cái đầu nối để giúp cho mình có thể là móc cho cái cửa tùy theo mỗi kiểu xe. Thì nó cho mình 4 cái mỗi bộ, mỗi cây nó cho 4 cái thêm một bộ, bộ này là mỗi bên một cây để tăng đưa. Cái này nó móc như thế này nè các bạn, đó, móc như vậy nè, thấy không, xong rồi nó giật lên tăng đưa lên. Thì mình sẽ lắp trước, bỏ qua hết đây đi, mình sẽ lắp cái bát này vô trước. Thì đây các bạn sẽ có, mình sẽ lấy cái chìa khóa nó ra, mình mở ra trước thì coi sao. Đây nha các bạn, mở cái này là các bạn sẽ thấy cái khu vực này nó dùng cái chìa khóa nha các bạn. Rồi đây, mở ra lấy chìa khóa đút vô, chìa khóa là chỉ đút được một chiều thôi các bạn. Rồi vặn mở lên,
Rồi. Rồi các bạn, bây giờ là cái cây này mình sẽ đút vô mở khóa ra nghe, nhấc cái này lên rồi kẹt cái này xuống thì nó sẽ rồi thử coi chiều nào cũng được nha. Chiều này các bạn ok thì coi như thế nào nhé. Ok các bạn, chắc chắn rồi, khóa lại rồi, hút ra ok. Ở đây các bạn xong giá nóc rồi, cái cây phía sau nó dài hơn thành ra là mình để nó ở trên cái thành ở ngoài đó, còn cái cây ở trên đó, nó ngắn hơn, người ta là mình để cái đế của nó là thành phía trong nha các bạn, để sao cho nó đều là được các bạn. Rồi ok, hết 1 tiếng rưỡi ủng hộ các bạn.